Đã thành thói quen, vào mỗi buổi sáng cuối tuần, nếu không có kế hoạch gì khác, em Phạm Ngọc Minh ở phố 1, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa lại bầu bàn cùng những cuốn sách yêu thích. Vườn lan trên sân thượng chính là không gian lý tưởng mà Ngọc Minh lựa chọn để ngồi đọc sách. Mình cho biết, đọc sách ở đây vừa mát mẻ, trong lành, lại vừa yên tĩnh, tạo cho em cảm giác vô cùng thư thái. Em rất thích đọc sách bởi vì là sách đưa cho chúng ta một kho tàng tri thức, một thế giới mới mà em chưa hề biết. Và để có niềm đam mê đó là người khơi dậy cho em những niềm đam mê đó là bố mẹ em. Em nhớ có một lần mẹ đã nói cho em là sách có thể giúp cho em hoàn thiện bản thân hơn. Nhờ đó em đã có một niềm đam mê hăng say với sách. Có sở thích đọc sách, thế nên Ngọc Minh thường xuyên được mẹ mua cho nhiều loại sách khác nhau để em thỏa sức khám phá. Và thú vị hơn, phòng đọc sách của gia đình Ngọc Minh còn là địa điểm quen thuộc để những người bạn thân có cùng sở thích với em thường xuyên lui tới. Tạm gác những bài học trên lớp, tại thư viện mini này, các em lại cùng nhau thả tâm hồn theo những trang sách, quyển truyện hay. Với những bạn nhỏ này, ngoài mục đích giảm stress, đọc sách còn giúp các em tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào việc học tập hiệu quả hơn. Em rất thích đọc sách bởi vì nó mang lại cho em rất là nhiều lợi ích, như là sẽ biết về, tìm hiểu về rất là nhiều thế giới bên ngoài hơn, và sẽ mang lại cho em những tiếng cười vào những lúc em giải lao sau những giờ học mệt mỏi. Ngoài những sở thích khác thì đọc sách cũng là một sở thích và em duy trì hàng ngày. Em thường đọc sách trước cái lúc đi ngủ để mình chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Sáng mai thì em cảm thấy rất là sảng khoái. Những thể loại em hay đọc là những thể loại về tư duy, về những giải câu đố, bởi vì nó giúp em biết thêm về mọi thứ ở xung quanh ngoài hơn. Em có thể áp dụng nó vào trong những bài học em hay học ở trường. Chị Vy xin chào tất cả các em. Các em yêu quý, qua đoạn phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta có thể khẳng định rằng sách luôn là người bạn quý của lứa tuổi thiếu nhi, phải không nào? Và các em biết không, với mục đích khích lệ và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường thì những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đầu tư đổi mới mô hình thư viện trường học và giúp cho học sinh hình thành thói quen đọc sách, kỹ năng học tập suốt đời. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm trường tiểu học Đông Cương, thành phố Thanh Hóa để xem mô hình thư viện ở đây có gì đặc biệt và các bạn nhỏ ở ngôi trường này thì hăng say đọc sách như thế nào các em nhé. Ở trường tiểu học Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, từ lâu đọc sách là một thói quen trong mỗi giờ ra chơi hay đầu giờ và cuối giờ học của các bạn học sinh. Hình ảnh những cô bé, cậu bé ngồi thành nhóm cùng nhau đọc sách trong phòng đọc thư viện như thế này đã trở thành một nét đẹp riêng của trường. Xác định việc khơi dậy và bồi đắp niềm ham thích đọc sách cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Những năm qua, trường tiểu học Đông Cương, thành phố Thanh Hóa đã đầu tư xây dựng thư viện, phòng đọc sách cho học sinh khang trang, đồng bộ, kết hợp giữa mô hình thư viện truyền thống và thư viện xanh với sự đa dạng và phong phú các thể loại sách báo. Không gian rộng rãi, thân thiện, thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, đó là điều mà bất cứ bạn học sinh nào cũng có thể cảm nhận được mỗi khi đọc sách tại thư viện xanh của trường. Dưới những tán cây xanh mát là không gian đọc sách vô cùng độc đáo, được thiết kế theo mô hình chòi tre lợp lá cọ, đảm bảo đủ mát về mùa hè, đủ ấm vào mùa đông và tránh được những cơn mưa nhỏ. Chính giữa mỗi chòi sách là một giá sách với đủ các loại sách, báo và truyện. Đến đây, các em học sinh sẽ được đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Bản thân em rất thích đọc sách vì ở nhà trường đã bố trí cho chúng em một khu thư viện xanh, rộng rãi và thoáng mát. Và ngoài ra, nhà trường còn cho chúng em những cuốn sách có nhiều kiến thức bổ ích. Và em cũng sẽ vận dụng những kiến thức trong mỗi quyển sách để vận dụng trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày.
Em rất vui khi được cùng các bạn đọc những quyển sách truyện ở trong thư viện xanh của trường. Thư viện trường em có diện tích rất là rộng lớn. Khi đọc thì chúng em có thể chọn một góc trong khu thư viện và ngồi để thưởng thức những quyển sách, quyển truyện. Trong khi đọc thì chúng em có thể trao đổi những điều mà mình quan tâm với các bạn để tìm ra điều hay lẽ phải và cùng các bạn thực hiện. Mô hình thư viện xanh ở trường tiểu học Đông Cương là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, phù hợp và có hiệu quả tích cực. Đặc biệt, với sự quan tâm đầu tư cả về hình thức lẫn nội dung, những năm qua, phong trào đọc sách tại trường tiểu học Đông Cương đã phát triển rộng rãi ở tất cả các khối lớp, tạo nên một phong trào sôi nổi, tích cực trong tất cả các em học sinh. Từ khi thành lập đến nay, thì thư viện xanh của nhà trường đã được ban giám hiệu cùng với bộ phận thư viện xây dựng kế hoạch và nội quy cùng với các cái lịch rất là cụ thể rõ ràng đến từng khối lớp cho học sinh tham gia đọc sách thư viện. Hàng năm vào cái ngày hội đọc sách ấy thì nhà trường cũng đã tổ chức một cái phong trào nên là quyên góp ủng hộ sách truyện cho thư viện và làm cho cái kho sách thư viện của nhà trường ngày một phong phú và đa dạng hơn. Đấy, qua cái việc đó thì cũng giúp các em mở mang, mở rộng thêm cái kiến thức và giúp các em tự tin hơn trong giao tiếp và trong các cái hoạt động cũng như là trong cái chương trình học của cái trường học mới VN này. Các em ạ, quan tâm đến việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung và lứa tuổi học sinh nói riêng. Mới đây thì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công hội sách năm 2020 với chủ đề Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa đọc. Hội sách năm 2020 diễn ra tại khuôn viên khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thanh Hóa, với sự tham gia của đông đảo nhân dân và các bạn học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Tại lễ khai mạc hội sách, ban tổ chức đã phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Đó là những cuốn sách, bộ sách, tủ sách cho nhiều trường học và nhiều học sinh nghèo vượt khó. Sau lễ khai mạc, các bạn học sinh đã cùng nhau tham quan các gian trưng bày và giới thiệu sách của Thư viện tỉnh, Nhà xuất bản Thanh Hóa, Công ty phát hành sách Thanh Hóa và nhiều công ty, nhà sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại các gian trưng bày, độc giả có thể dễ dàng tìm mua cho mình những loại sách hay về chủ đề Việt Nam, đất nước, con người, sách về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về đất và người Thanh Hóa. Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà đến đây để đại diện cho các học sinh của trường đến đây để tham dự đại tiệc sách của năm nay. Với là ở đây có rất là nhiều gian hàng thú vị với các cái truyện tranh với là sách liên quan đến lịch sử Việt Nam. Em cảm thấy là đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích, như thể là mình có thêm kiến thức về lịch sử với là những cái thứ để giải trí cho bản thân riêng. Với chủ đề Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa đọc, hội sách năm 2020 được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc trong cộng đồng nói chung, học sinh nói riêng. Qua đó, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý thức của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, hội sách được tổ chức còn nhằm phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá những cuốn sách, những xuất bản phẩm có giá trị đối với đời sống xã hội. Các em yêu quý, nhà sử học người Anh Thomas Carlyle từng nói rằng tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách. Điều đó khẳng định sách chính là tinh hoa của nhân loại, chứa đựng một kho tàng kiến thức khổng lồ mà bất kỳ ai cũng muốn chinh phục. Mỗi cuốn sách hay là một chiếc chìa khóa đưa chúng ta đến với thành công và thậm chí có thể thay đổi cả một đời người. Và với mục đích tốt đẹp mà sách mang lại thì mong rằng các em hãy biết trân trọng những cuốn sách mà mình có, cũng như hãy tích cực đọc sách và sưu tầm sách để tích lũy thêm cho mình thật nhiều những điều hay các em nhé. Và đến đây thì chương trình Thiếu Nhi cũng xin khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.